Ngày 1 tháng 1, ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ trưa ngày 31 tháng 12 đến sáng nay, ngày 1 tháng 1 năm 2023, Đồng Tháp vẫn đang huy động lực lượng hàng trăm người tham gia cứu hộ của nạn bé N, 10 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp, đã bị lọt vào trụ bê tông rỗng tại công trình cầu Rọc Sen, Trước đó, bé N cùng với ba bạn chung xóm cách công trình khoảng 500m vào công trình cầu Rọc Sen trên đường tỉnh 857, xã Phú Lợi để nhặt sắt. Khi nhóm công nhân đi qua công trình đang thi công thì phát hiện N lọt xuống trụ bê tông có đường kính bên trong 25cm đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m. Do đường kính quá nhỏ nên lực lượng cứu hộ không thể xuống được mà phương án giải cứu hiện nay là làm mềm đất xung quanh trụ để giảm ma sát, rồi khoan và dùng cần cẩu nhổ trụ lên. Ông Cao Thanh Xuân, bí thư huyện ủy Thanh Bình cho hay, suốt đêm ông ở hiện trường tìm kiếm bé N nhưng đến nay chưa cứu được. Hiện nay, địa phương đang huy động tối đa nguồn lực phương tiện để tìm cách giải cứu bé khỏi trụ bê tông. Được biết, công trình cầu Rọc Sen thi công khoảng 6 tháng đã hoàn thành đóng âm các cột bê tông xuống đất. Vài ngày trước, đội thi công chuyển máy móc sang mố cầu bên kia nhưng chưa lấp đất, những trụ đã cắm xuống. Xung quanh mố cầu được rào tạm bằng dây.